Thời kỳ phục hưng lịch sử ở Italia kéo dài khoảng 30 năm. Thời kỳ huy hoàng ngắn ngủi đó đã đánh dấu một đỉnh cao trong nền nghệ thuật và sức sáng tạo của con người. Đóng góp cho thành tựu rực rỡ đó có hàng loạt các tranh họa tăng. Ý tưởng phục hưng nền nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại đã mở ra thời đại của sức sáng tạo của con người. Những danh họa hàng đầu của thời đại mới này được coi là những tài năng kiệt xuất. Họ là Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael và những họa sĩ nổi tiếng của Venice. Các tác phẩm của họ như những luồng sáng mới diệu kỳ khiến cho họ vừa là các họa sĩ, vừa là các nhà thơ, nhà triết học. For centuries, their works would be the standard to which all others would be compared. Đóng góp cho thành tựu rực rỡ đó có hàng loạt các danh họa tài năng. Những kiệt tác của họ có thể ví chúng toát lên một niềm tin mới vào con người, vào khả năng quan sát và tìm hiểu những quy luật tự nhiên một cách khoa học của Galileo, Kepler và Newton. Leonardo da Vinci là danh họa đầu tiên của nền nghệ thuật phục hưng đỉnh cao. Ông sinh năm 1452 và mất năm 1519. Ông không chỉ là một họa sĩ, ông là một nhà khoa học và nhà tư tưởng. Ông được mệnh danh là người đàn ông phục hưng. Những cuốn sổ ghi chép của ông lưu lại hàng loạt các tác của họ, có thể ví những tài liệu này như lăng kính của thời đại. Bức họa Đức Mẹ Đồng Trinh và Đóa Hoa được vẽ vào năm 1478, khi ấy danh họa mới 26 tuổi. Không giống như các họa sĩ nổi tiếng của các thời đại trước, Leonardo vẽ Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng hoàn toàn giống như con người trần tục. Ấn tượng hơn cả là kỹ thuật sử dụng ánh sáng, tạo nên những sắc thái mờ tỏ hòa vào nhau, hay những cuốn sổ ghi chép của ông lưu lại hàng loạt các luận. Nụ cười rằng đi trước thế giới hàng trăm như lăng kính của thời đại. Nhưng Leonardo da Vinci luôn mang đến cho các nhân vật thần thánh của mình một vẻ bí ẩn, nằm sâu bên trong vẻ bề ngoài rất trần tục ấy. Đó là cảm giác vô cùng khó tả và không thuộc về thế giới của chúng ta. Cảm nhận của danh họa về những điều kỳ diệu đã dẫn dắt ông tới những cuộc tìm kiếm và khảo sát về thế giới thực vật, thiên văn học, địa chất học, cơ học và giải phẫu học. Kết quả là danh họa đã có được những phát hiện khoa học trước thế giới hàng trăm năm trong các lĩnh vực này. Chỉ còn khoảng 15 bức họa của Leonardo da Vinci còn tồn tại đến ngày nay. Đây là bức Madonna Lita, rất giàu chất thơ của ông. Sự ổn định một cách hài hòa giữa các phần của bức họa là một nét đặc trưng không chỉ trong các tác phẩm của Leonardo mà của cả trường phái hội họa phục hưng nói chung. Ông là họa sĩ tiên phong của kỹ thuật Sumato ở Italia. Đó là kỹ thuật pha trộn ánh sáng và bóng theo quy luật mờ dần một cách ổn định. Leonardo có một niềm yêu thích đặc biệt với loài chim. Ông thường mua chim và phóng sinh cho chúng. Vàng và của các loài hoa cả của Đức Mẹ dành. Còn Chúa thì nhìn ra phía ngoài và dường như cái nhìn đó đang thu hút người xem vào bức tranh. Nhiều người cho rằng bức họa Flora, đây là cái nhìn dịu dàng và của các loài hoa, là tác phẩm của một học trò của Leonardo, tên là Francesco Meizzi. Nhưng cũng có người lại cho rằng đây chính là tác phẩm của Leonardo. Ông qua đời trong vòng tay của Meizzi ở tuổi 75 và để lại cho người học trò này gần 5.000 bản vẽ phác thảo và các ghi chép của ông. Trong số đó có cả những bản vẽ về những cỗ máy biết bay, bom mìn, máy in và kính viễn vọng, cùng rất nhiều sơ đồ chi tiết về giải phẫu cơ thể người và hệ thống tuần hoàn máu. Nhiều thế kỷ sau đó, người ta nhận thấy rằng những nghiên cứu của danh họa có liên quan chặt chẽ với những quan điểm. Nhiều người cho rằng bức họa, đặc biệt là với học thuyết về sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời, những nghiên cứu của ông trong lĩnh vực toán học rất gần gũi với định luật đầu tiên về sự chuyển động của Newton. Nhưng những phát minh và những sáng kiến của Leonardo chỉ là giả thuyết.
Trí tò mò vô bờ bến của danh họa đã dẫn dắt ông đi hết dự án nghiên cứu này đến dự án khác, và cái nào cũng còn dang dở. Cũng chính điều đó đã khiến ông được mệnh danh là con người hay thay đổi. Tính cách này đã được một học trò xuất sắc của ông là Raphael thừa kế. Đây là tác phẩm Constantinople Madonna của Raphael, về sự chuyển động của trái đất xung quanh cái cân đối giữa các phần của bức họa dựa trên cấu trúc kim tự tháp, và nó khiến chúng ta nhớ tới phong cách hội họa của người thầy của Raphael. Khi vẽ bức họa này, ông mới 19 tuổi. Một vài năm sau đó, giáo hoàng đã cho mời danh họa tới Rome để vẽ những bức tranh tường cho nhà thờ Vatican. Những sáng tạo của Raphael trong bức họa này thể hiện là cách sử dụng các mảng màu sáng chói hơn khi mô tả nhân vật Đức Mẹ. Đây cũng là một kỹ thuật mà ông đã học được từ người thầy của mình, kỹ thuật khắc họa gương mặt bằng ánh sáng và bóng. Một sáng tạo khác nữa của danh họa là cách sử dụng cảnh nền xa xăm. Madonna của cho dù khung tranh không có hình dạng thông thường, nhưng nó lại là một phần không thể thiếu của toàn bộ bức họa. Bộ khung này được thưởng riêng cho bức họa của Raphael. Raphael là họa sĩ theo trường phái sang trọng, không dễ gì có thể hiểu được những tác phẩm nghệ thuật của ông. Ông là người có ảnh hưởng lớn trong nền nghệ thuật tôn giáo và luôn thành công với những đơn đặt hàng vẽ về đề tài này. Bức gia đình thần thánh của Raphael mô tả Đức Mẹ Mary, Thánh Joseph và Chúa Hài Đồng. Bức họa này được vẽ khi danh họa 23 tuổi. Các học giả luôn coi đây là tác phẩm thể hiện tài năng trí tuệ của danh họa, bởi nó đã mô tả được sự giản dị, tinh khiết và hài hòa, những tiêu chuẩn đặc trưng của nền nghệ thuật phục hưng ở đỉnh cao. Raphael thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Ông có được địa vị cao trong xã hội nhờ tài năng của mình. Ngược lại, danh họa Michelangelo luôn đơn độc trong mọi lĩnh vực. Raphael có thể thuê tới 50 người trợ lý để giúp ông nhanh chóng hoàn thành các hợp đồng lớn, chẳng hạn như những bức họa trên tường của Vatican. Ông cũng là người nổi tiếng là đào hoa, và điều bất hạnh nhất là ông lại đột ngột qua đời khi mới 37 tuổi. Một trong những học trò của Raphael là Lorenzo Rossetti, tác giả của tác phẩm điêu khắc Cậu bé đã chết trên cá voi. Bức tượng này được lấy cảm hứng từ một trong những bức vẽ phác thảo của Raphael. Thực ra, nguồn gốc của tác phẩm là từ một huyền thoại cổ xưa. Đối với những người khi mới 37 tuổi, con cá voi này đã mang xác của một cậu bé vào bờ. Vào thời kỳ Công giáo, hình ảnh này bị coi là đã gợi lại hình ảnh của Chúa Giê-xu. Lorenzetti đã tạo ra tác phẩm này để trang trí cho hòm mộ của Raphael, người thầy của ông. Không có gì đáng ngạc nhiên rằng những họa sĩ bậc thầy của nền hội họa phục hưng thời kỳ đỉnh cao có ảnh hưởng sâu sắc tới nghệ thuật trang trí của thời kỳ này. Cảm nhận của họ về cái đẹp được thể hiện qua sự con cá voi này đang bằng gốm sứ. Một số tác phẩm được trưng bày ở bảo tàng Hermitage do các danh họa nổi tiếng vẽ trang trí. Những tác phẩm này phản ánh niềm đam mê dành cho nghệ thuật phục hưng cũng như với những câu chuyện lịch sử và huyền thoại của nền văn hóa cổ đại. Đối với người La Mã thì đó là niềm khao khát được phục hưng những thành tựu vĩ đại của La Mã cổ xưa. Đây là nhân vật Laocoon đang chiến đấu với rắn biển khổng lồ. Bức họa này được vẽ sau khi bức tượng về đề tài này của người Hy Lạp cổ đại được thể hiện qua rất năm 1510. Cánh cửa này mở vào căn phòng của những bức họa trên tường. Tác giả của chúng là những học trò của Raphael.
Những bức họa này được vẽ dựa trên các bức phác thảo của Raphael. Căn phòng này gợi nhớ tới một trong những dãy hành lang mà Raphael đã thiết kế cho một cung điện của Vatican ở Rome. Kiến trúc sư của công trình đó là Bramante, một người theo trường phái nghệ thuật phục hưng. Những bức tranh trên tường này đã được trưng bày tại bảo tàng Eremitage với vị trí giống hệt như ở dãy hành lang của Raphael. Đây là các cảnh trong tác phẩm Iliad của người Hy Lạp cổ đại được Metamorphosis của Ovid. Hầu hết đều mô tả thần vệ nữ, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Vào thời kỳ đỉnh cao của nền nghệ thuật phục hưng, tinh thần hoài cổ thấm đẫm trong các xưởng vẽ. Người ta không chỉ sao chép các hình mẫu thời cổ đại, mà còn đặt ra yêu cầu là làm thế nào để những ảnh hưởng của thời cổ đại trở nên sâu sắc hơn trong thế giới nghệ thuật phục hưng Cơ Đốc giáo. Bức họa Lời Than Khóc của Sebastiano được mẹ cho chúng ta nghe câu chuyện về việc chôn cất thi hài Chúa. Ban đầu, Sebastiano chịu ảnh hưởng của phong cách vẽ tranh của danh họa Raphael, nhưng sau đó ông đã đi theo trường phái phô trương của Michelangelo và trở thành đối thủ của Raphael. Không giống như những bức vẽ trước đó về đề tài này, các nhân vật trong bức họa thể hiện một khí phách anh hùng với những cảm xúc và hành động rất con người. Đây là một đặc điểm của phong cách hội họa những năm cuối của thời kỳ phục hưng đỉnh cao. Khi ấy, sự cân đối và tinh khiết cổ điển của Leonardo và Raphael không được chú trọng. Sự dũng cảm và khả năng của con người được đề cao. Bức họa là buổi lễ cầu nguyện cho người anh hùng và là bản anh hùng ca ca ngợi vẻ đẹp thể chất và tinh thần. Việc thi hài chúa. Trong bức họa này, chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của họa sĩ thiên tài Michelangelo. Ông là người đầu tiên đề cập đến đề tài ngợi ca tinh thần dũng cảm và anh hùng của con người. Đối với Michelangelo, nghệ thuật tạo nên con người và sự sáng tạo thần thánh. Ông nói rằng ông đã giải phóng nhân vật khỏi khối đá đã giam cầm anh ta. Tác phẩm Cậu bé đang cúi mình của ông đề cao sức mạnh của con người và cả điểm yếu của anh ta. Các nhân vật của ông thường phải đấu tranh với nghịch cảnh, nhưng khó có khả năng giành được chiến thắng. Những cảm xúc mãnh liệt bắt đầu trở lại với nghệ thuật, chẳng hạn như trong tác phẩm Nàng Mary Magdalene đang sám hối của một họa sĩ vô danh. Xu hướng thể hiện cảm xúc và hành động anh hùng bắt đầu nở rộ kể từ sau khi danh họa Raphael qua đời vào năm 1520 và nó được gọi là chủ nghĩa đề cao con người. Nhiều họa sĩ như Jacopo Potomo đã cố gắng tìm kiếm của Raphael. Trong bức họa Đức Mẹ và Chúa vẽ năm 1521, chúng ta có thể thấy người họa sĩ này đã tách rời khỏi những quy định của nền nghệ thuật phục hưng. Những gương mặt bị bóp méo và dường như được kéo dài ra để thể hiện cảm xúc của nhân vật. Phá bỏ những quy tắc cổ điển, các họa sĩ đã dùng quyền sáng tạo của mình để nhào nặn các nhân vật và sự vật để tạo nên hiệu quả nghệ thuật. Tìm kiếm điều họa sĩ như Jacopo Potomo đã cố gắng tìm kiếm sự khác biệt ngoài sự hài hòa và trong bức họa Mẹ và Chúa vẽ năm 1521, những giá trị của nền nghệ thuật phục hưng đỉnh cao được thể hiện một cách sinh động ở Venice. Tại đó, một danh họa cùng thời với Raphael là Giorgione đã nổi danh là đại diện tiêu biểu của các họa sĩ thiên tài theo phong cách phục hưng. Năm 1504, ông đã vẽ bức họa Judith. Đây là một người phụ nữ quá chồng có một sắc đẹp như nước nghiền thành. Nhờ sắc đẹp đó mà Judith đã cứu cả thành phố của mình trước sự cám dỗ và sau đó là chém đầu viên tướng quân xâm lược Assyria, Holofernes. Judith đã mang thủ cấp của viên tướng này về cho người dân của thành phố mình. Thanh gươm nặng trĩu trong bàn tay nhỏ bé của bà.
Bức họa nhấn mạnh chiến thắng của cái tốt trước cái xấu. Vẻ yên bình và những gam màu tươi sáng là nét đặc trưng trong phong cách hội họa giàu chất thơ của Giorgio. Các nhân vật trong tranh của ông thường mang dáng vẻ cổ điển và hành động anh hùng. Những màu sắc mà ông sử dụng ánh lên như ánh sáng của một viên đá màu. Quang cảnh trong tranh của Giorgio viên từ bờ ảo và thơ mộng. Bức họa Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng của ông được vẽ vào năm 1504 khi ông mới 26 tuổi. Cuộc đời của danh họa rất ngắn ngủi. Ông qua đời khi mới 32 tuổi, nhưng có rất nhiều người đi theo phong cách vẽ tranh của ông. Chỉ có 5 trong số 7 tác phẩm ở đây được xác nhận là tác phẩm của ông. Bức Cuộc chạy trốn tới Ai Cập là một trong những tác phẩm đầu tay của danh họa người Venice Titian. Có lẽ bức họa này ra đời khi ông còn là một học trò trong xưởng vẽ của Giorgio. Và thơ mộng. Cả hai họa sĩ này đều nổi tiếng là những bậc kỳ tài trong việc sử dụng màu sắc. Nhưng không giống như người thầy Giorgio của mình, sự nghiệp vẽ tranh của Titian kéo dài hơn 60 năm. Ông rất thành công trong việc sáng tác, và ông đã sáng tác rất nhiều. Nhiều thế hệ họa sĩ châu Âu đã chịu ảnh hưởng của ông. Trong các bức vẽ sơn dầu của Titian, thế giới thực hiện ra đa dạng đến khó tin. Đây là bức chân dung một cặp vợ chồng của Lorenzo Lotto. Người vợ ôm một con chó nhỏ cho thấy họ đang sắp ly dị. Người đàn ông chỉ vào một con chồn đang bỏ mặc bạn đời của nó rời khỏi hang. Nhưng tay kia của ông ta lại cầm một mẩu giấy có viết chữ Latin. Dòng chữ trên giấy có nghĩa là đàn ông ư không bao giờ. Tới thế kỷ 16, ảnh gợi cảm được chấp nhận trong các tác phẩm hội họa của châu Âu. Bức họa chân dung một người phụ nữ được vẽ vào năm 1530 và là một trong những tác phẩm khiến Titian hài lòng nhất. Có lẽ đây chính là người tình của ông. Thông thường thì đề tài gợi cảm thường gắn liền với một vài biểu tượng nào đó, có thể là một nhân vật trong kinh thánh hay một nữ thần trong thần thoại. Đó là lý do để các họa sĩ khai thác đề tài gợi cảm. Nhưng trong trường hợp này, danh họa không hề có ý muốn đề cập tới một nhân vật nổi tiếng nào. Giống như người Hy Lạp và La Mã cổ đại, người họa sĩ tạo ra một vẻ đẹp theo ý tưởng của riêng ông. Tới thế kỷ 16 giữ chặt chiếc mũ và đồ trang sức của mình, chiếc váy của cô ta buông hứng hờ một cách khêu gợi. Bức họa nàng Mary Magdalene sám hối của Titian là một trong những viên ngọc quý trong bộ sưu tập của bảo tàng Hermitage. Mary Magdalene đang quỳ gối bên ngoài cửa hang để nguyện thề sẽ từ bỏ những thú vui trần tục và cống hiến cuộc đời mình cho Chúa. Vẻ đẹp đầy ấn tượng của bức họa nhấn mạnh nỗi buồn đau sâu sắc của một người có lỗi đang sám hối. Cuốn sách của nàng đặt trên một chiếc hộp sọ như nhắc nhở về sự phù phiếm và tội lỗi của nàng. Bên cạnh nàng có một chiếc bình đựng dầu để xúc vào bàn chân của Chúa. Đây là một họa sĩ tiêu biểu cho phong cách hội họa truyền thống về đề tài các vị thánh thần sĩ. Mặc dù vậy, nhân vật của bức họa vẫn toát lên một vẻ đẹp đầy gợi cảm và trần tục. Một kỹ thuật tài tình về bố cục và sử dụng ánh sáng. Titian giữ phong cách vẽ tranh này trong suốt cuộc đời mình. Ông cũng đặc biệt hứng thú với đề tài này, đến nỗi đã vẽ nó tới 3 lần. Một bức ông vẽ cho mình, một bức cho vua Philip đệ nhị của Tây Ban Nha và một bức cho một về sự phù phiếm và tội lỗi. Nhưng đây là bức họa duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Đây là một kiệt tác nữa của Titian dựa trên thần thoại Danae của Hy Lạp. Nàng Danae bị cha mình là vua Akros cầm tù trong một hòn tháp bởi ông ta được tiên đoán rằng một ngày nào đó con của nàng sẽ giết chết ông ta.
Nhưng thần Zeus đã xuất hiện và quyến rũ nàng. Đó là một câu chuyện tình đầy lãng mạn. Cũng vào thời điểm này, quan điểm của danh họa đã có sự thay đổi. Nét bút của ông cũng trở nên phóng khoáng hơn và thiên về chủ nghĩa biểu hiện. Ông sử dụng nhiều hoa màu tối. Những nhân vật của ông mang dáng vẻ đau khổ. Đó là đề tài mới của danh họa. Tên của bức họa này là Chúa mang cây thánh giá. Các trợ lý của Titian bắt đầu phàn nàn rằng ông vẽ bằng tay nhiều hơn là bằng bút lông. Tinh thần của ông đang bị suy kiệt và ông trở nên già trước tuổi. Titian không còn khả năng làm rung động trái tim của những người bảo trợ. Bởi những lý do đó, không ai biết được chính xác tuổi của danh họa. Ông qua đời vào năm 1576. Bức Thánh Sebastian của ông được thay đổi. Titian, người họa sĩ nổi tiếng nhất của Venice, đã được mệnh danh là thiên tài về màu sắc và ông có khả năng sáng tạo ở mọi cung bậc. Thánh Sebastian đã bị bắn tên cho đến chết vì đức tin của mình với Cơ Đốc giáo. Ông trở thành hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp tâm hồn, thậm chí là cả trong khoảnh khắc cái chết đến với ông. Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ phục hưng, các họa sĩ trở về với những tác phẩm của các danh họa thời kỳ đầu để tìm cảm hứng. Họa sĩ người Milan Cesare da Seto là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ danh họa Leonardo da Vinci. Điều đó được thể hiện rõ nét qua tác phẩm Gia đình Chúa Giêsu và Thánh Catherine của ông. Năm 570, thời người ta nhầm tưởng rằng đây là tác phẩm của Leonardo. Chúng ta có thể nhận thấy ngay kỹ thuật vẽ Sumato trên gương mặt của Đức Mẹ. Cũng giống như trong tác phẩm của danh họa Leonardo, trong bức họa này cũng có sự hiện diện của Thánh Joseph dưới hình dạng một ông già xấu xí. Hình ảnh này hoàn toàn tương phản với người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh ông. Tươi sáng hơn. Các nhân vật cho thấy sự ảnh hưởng của trường phái hội họa của các họa sĩ Venice, và chúng ta đều biết rằng thành Venice nằm cách không xa Milan. Họa sĩ Jacopo Tintoretto là người Venice. Ông nổi tiếng bởi cách bố cục tài tình và cho người xem thấy được niềm đam mê cũng như nét kịch tính trong các tác phẩm của ông. Bức họa này nói về quang cảnh lễ thánh đàn của Thánh John the Baptist. Họa sĩ Tintoretto đã mô tả quang cảnh hết sức bận rộn của những người đang chăm sóc cho đứa trẻ mới chào đời. Đó là quang cảnh thường gặp trong cuộc sống đời thường. Dường như bức họa đã đưa chúng ta trở về với bầu không khí gia đình ở Venice thế kỷ 16. Để dẫn dắt người xem hiểu hơn về bức họa của mình, Tintoretto đã khéo léo sắp đặt vị trí hợp lý cho từng nhân vật, và mỗi nhân vật đều có một luồng sáng phản chiếu để dẫn dắt chúng ta tới một nhân vật khác. Trên một bức tường trong trường vẽ của họa sĩ có một câu viết rằng Michelangelo vẽ, còn Titian tô màu. Ngoài danh họa Veronese thì Tintoretto cũng là được coi là họa sĩ Venice thuộc thế hệ sau Titian thành về bức. Đây là bức họa sự hối cải của Saul của danh họa Veronese. Saul là một người La Mã đã bị ném từ trên cao xuống và bị mù. Ông ta đã tới gặp Damascus để xin phép bắt giam các tín đồ Cơ Đốc giáo. Saul, tại sao người lại chống lại ta? Chúa Trời hỏi. Mọi người đều nghe thấy câu hỏi của Chúa và đám đông trở nên hỗn loạn. Bức họa thể hiện kỹ thuật vẽ căn bản với thủ pháp không đối xứng. Saul chuẩn bị cải tà quy chính và ông trở thành tông đồ của Paul. Danh họa Veronese nổi tiếng với việc mô tả những quang cảnh hoành tráng và các bức họa của ông luôn tràn ngập màu sắc. Ông là một trong những họa sĩ vẽ trang trí vĩ đại nhất. Những tác phẩm hoành tráng của ông thường ngợi ca vẻ đẹp của cuộc sống.
Trong những bức họa về đề tài tôn giáo, Veronese thường không dùng các gam màu tươi sáng, mà chỉ dùng những gam màu buồn tẻ. Cái bức họa sự than khóc vào khoảng năm 1578, 100 năm sau khi danh họa Leonardo vẽ bức Đức Mẹ và Đóa Hoa. Cơ thể của Chúa Giê-xu chiếm phần lớn khổ của bức tranh. Ông đang yên nghỉ trong tay của những người đang mai táng cho ông. Những gương mặt dường như sáng hơn trên nền mồ tối. Chỉ có trang phục rất đẹp của các thiên thần là nhắc nhở chúng ta về sự tươi vui của thế giới này. Dường như Veronese đã dùng ánh sáng để khắc họa các nhân vật. Đó là kỹ thuật vẽ của một họa sĩ vĩ đại, mặc dù không sử dụng những gam màu. Các tông màu đã đem đến vẻ sống động cho tác phẩm. Những họa sĩ tài năng của thời kỳ phục hưng đỉnh cao đã kế thừa được những thành tựu của nền nghệ thuật phục hưng giai đoạn đầu và phát triển nền nghệ thuật tới đỉnh cao của cái đẹp. Họ được coi là những thiên tài có sức sáng tạo phi thường. Vị trí của các họa sĩ luôn thay đổi qua các thời kỳ lịch sử, nhưng khao khát tìm kiếm sự đích thực của con người và vũ trụ đã giúp họ vươn tới những bậc thang mới về sự hài hòa, cân bằng và kỹ thuật vẽ điêu luyện. Sự đa dạng. Nhiều thế hệ họa sĩ đã gặt hái được những thành công rực rỡ và mang đến cho nền nghệ thuật những sắc thái mới về tình cảm, sự ấn tượng và cả kịch tính.